Thưa quý vị, Ninh Bình được xác định là một trong những địa phương có thể chịu ảnh hưởng của cơn bão số 7. Trước nguy cơ bão số 7 đổ bộ và tình hình mưa lớn sau bão, hiện nay tỉnh này đang khẩn trương hỗ trợ người dân thu hoạch diện tích lúa hoa màu cũng như tiêu thụ một lượng lớn ngao để tránh thiệt hại. Ngay bây giờ, chúng tôi xin được kết nối với phóng viên Đình Hoàn của VTC14 hiện nay đang có mặt tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Xin được mời phóng viên Đình Hoàn. Vâng, xin kính chào trường quay, xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay nhóm phóng viên VTC14 đang có mặt tại đê Bình Minh 3 thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Từ buổi sáng ngày hôm nay, khu vực này thì đã có một lượng mưa tương đối lớn. Và để đảm bảo an toàn phòng chống bão cũng như là ảnh hưởng của mưa lớn sau bão, rất đông người dân tại khu vực này từ buổi chiều ngày hôm qua đã thu hoạch ngao và di chuyển vào khu vực này để đảm bảo ngao không bị ảnh hưởng cũng như là thiệt hại khi mà cơn bão đổ bộ vào. Và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi nhanh với đại diện một người dân đang có mặt tại khu vực này. Vâng, xin chào anh. Anh có thể cho biết là công tác thu hoạch ngao từ hôm qua đến ngày hôm nay thì đã được triển khai như thế nào tại khu vực này ạ? Chúng tôi cũng triển khai thu hoạch cho bà con tránh mùa mưa bão. Thì triển khai cho bà con để cho mưa bão nó khỏi thất thoát thiệt hại về tài sản của nhân dân. Hôm qua đến nay khối lượng thu hoạch ngao được tầm khoảng 30 tấn cho bà con. Khu vực này đã bao giờ mà bị ảnh hưởng bởi thiệt hại bởi ngao khi mà người dân cũng chủ quan và cũng thiếu những cái biện pháp chưa thưa anh? Chúng tôi cũng bị thiệt hại rất nhiều, thứ nhất là vì mùa mưa bão, thứ hai là vì mặn, nên là chúng tôi phải tranh thủ bắt cấp tốc trong những cái mùa mưa bão này. Trong những ngày tới chúng ta sẽ làm như thế nào để mà đảm bảo an toàn khi khu vực này được dự báo là trong những ngày tới thời tiết còn có những cái diễn biến rất là phức tạp? Như chúng tôi diễn biến phức tạp như thế này, chúng tôi phải cố gắng là vận động bà con thu hoạch sớm càng nhanh càng tốt, tại vì về mùa mưa bão này là rất khó khăn cho bà con tôi, nên là các chính quyền, các quan chức lãnh đạo phải ủng hộ cho bà con nhân dân chúng tôi. Xin cảm ơn anh và chúng tôi cũng hy vọng rằng người dân đã có cái sự chủ động như thế này, chúng ta sẽ có những cái biện pháp để đảm bảo an toàn khi mà cơn bão số 7 có thể là ảnh hưởng và tác động vào đến tỉnh Ninh Bình. Cảm ơn anh. Thưa quý vị và các bạn, ngoài vấn đề là hỗ trợ người dân tiêu thụ ngao cũng như là thu hoạch hoa màu thì đến cái thời điểm này tỉnh huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã di rời cũng như là đã đưa 354 ngư dân với 135 phương tiện vào nơi tránh trú an toàn. 80 lao động đang làm việc tại các khu vực đê kè tại đây thì đã được đưa đến khu vực an toàn để mà không bị thiệt hại khi mà cơn bão đổ bộ vào. Và chúng tôi thì sẽ còn tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn công tác ứng phó với cơn bão số 7 và hoàn lưu sau bão trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời trở lại với trường quay.